Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác đã đến với cửa hàng đồ gỗ Sáng Trang có địa chỉ tại Kim Thiều, Hương Mạc, Phú Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh. Các bác ạ, các bác đã xem rất nhiều đồ của em Sáng rồi, thật sự là như thế. Em Sáng làm rất nhiều món đồ, đặc biệt là những dòng nội thất Trung Hoa cho đến những món đồ thuần túy của những dòng sản phẩm nội địa thuần túy. Ví dụ những bộ bàn ghế này, những chiếc tủ áo, những chiếc giường, rồi thì những cái sản phẩm ở phòng thờ, án gian, ban thờ cho đến những cái phân khúc hàng cực kỳ cao cấp từ gỗ chắc, gỗ cẩm lai, gỗ xưa Nam Mỹ các bác ạ. Thì đây là một trong những vài sản phẩm mà em Sáng muốn giới thiệu cho các bác. Hiện tại những sản phẩm này kê tại cửa hàng nhà em Sáng đều là những sản phẩm mà em Sáng làm mẫu các bác ạ, đều là làm mẫu hàng tự do. Nếu các bác có nhu cầu cứ đến tận nhà em Sáng xem trực tiếp sản phẩm để các bác cảm nhận được cái sự chân thật cũng như cảm nhận được cái tính thẩm mỹ mà em Sáng mang đến cho khách hàng của mình các bác ạ. Thì nói đơn cử trước mắt mọi người đây, đây là một mẫu tủ áo 3 buồng 4 cánh chất liệu gỗ gụ Lào các bác nhé, đã được em Sáng hoàn thiện rồi. Đây, hoàn thiện, đây là cái bước cuối cùng mà em Sáng đang cho người em trai của mình lắp lốt cái tay cầm nữa là ok rồi các bác ạ. Cái mẫu tủ này thì em Sáng hoàn thiện cực kỹ luôn các bác ạ. Đây, các bác cứ đến tận nơi các bác sờ sản phẩm trong ngoài, từ soi từ những cái khe kẽ như này các bác ạ. Đấy, thì các bác sẽ biết cảm nhận được cái sự chân thật của sản phẩm cũng như cái tâm huyết mà em Sáng đầu tư vào sản phẩm. Mẫu tủ áo này chiều sâu 65, tổng cao 2m17 các bác ạ. Đấy, tổng cao 2m17. Thì toàn bộ trong ngoài đây, đây các bác này, trong ngoài đây em Sáng quay luôn cả bên trong bên ngoài cho các bác nhìn này, vô cùng tuyệt vời đấy, quá tuyệt vời luôn. Nếu bác nào chưa có tủ áo thật sự là như thế, hoặc là đang có tủ áo mà muốn thay một cái tủ áo xịn sò hơn thì cứ đến với em Sáng. Bất kỳ một cái sản phẩm nào thế, từ gỗ gụ, gỗ hương đá, rồi gỗ gõ, kể cả các bác đặt gỗ cẩm lai tủ áo em Sáng cũng làm các bác ạ, để đáp ứng những cái phân khúc hàng khác nhau. Và đây là một bộ ghế quốc triện các bác ạ. Để nói về các dòng sản phẩm, các bộ bàn ghế thì quốc triện là một trong những cái mẫu ghế vô cùng tuyệt vời, nó gây ấn tượng cho những cái người ta sử dụng bởi vì cái tính đơn giản cũng như cái độ sang trọng của bộ ghế mang lại các bác ạ. Thì để nói về quốc triện thì các bác biết rồi đấy, đặc trưng nhất của quốc triện đó là gì, đó là cái chân này các bác này. Đấy, các bác cứ xem đâu xem, những đặc trưng nhất của quốc triện đó là cái chân này. Và thứ nhất là gì, toàn bộ những cái đố này, những cái vách này, những cái yếm này là đục theo kiểu là đục theo lối là đục triện các bác nhé. Đấy, tại sao người ta gọi là quốc triện, còn gọi là quốc bởi vì nó có hai cái cột như này này. Tất cả các dòng quốc đều có hai cái cột khuỳnh ra các bác nhé. Thì trương toàn bộ của bộ quốc triện này em Sáng để trơn hết, không đục đẽo gì cả, hàng đã hoàn thiện rồi, cực kỳ kỹ từ trong ra ngoài. Chất liệu của bộ ghế quốc triện này là chất liệu gỗ hương Việt các bác nhé, gỗ hương Việt cực kỳ VIP luôn, VIP nhất phân khúc của dòng quốc triện mà em Sáng làm. Đấy, thì em Sáng xin giới thiệu sơ qua, bộ này tổng thể là bộ 10 món các bác nhé. Bộ 10 món cực kỳ VIP luôn, bộ 8 món cực kỳ VIP. Đây, các bác thấy này, trong ngoài sản phẩm em Sáng làm này. Đấy, từ trong đến ngoài, có rất nhiều sản phẩm mà các bác có thể lựa chọn. Còn đây là một bộ minh đế 10 món các bác ạ. Một bộ minh đế xịn vô cùng xịn sò. Được cơ sở đồ gỗ Sáng Trang làm trên nền tảng chất liệu gỗ cẩm lai, hàng đã hoàn thiện đánh si trần tự nhiên các bác ạ. Đấy, nếu các bác nào yêu dòng nội thất Trung Hoa thì đây là một trong những mẫu sản phẩm vô cùng tuyệt vời, bởi cái tính bởi vì cái tính thẩm mỹ của nó cực kỳ cao các bác ạ. Nhất dáng nhìn ra, đó là một trong những yếu tố mà những dòng nội thất mang phong cách nhà Thanh, nhà Minh đã tạo lên cái thương hiệu qua hàng nghìn năm trở lại đây rồi. Và những mẫu sản phẩm này được quý vị anh chị em càng ngày càng ưa chuộng và đón nhận bởi tính kế thừa của nó các bác ạ. Đấy, nếu như các bác có một cái phòng diện tích rộng lớn, ví dụ như phòng diện tích từ 30m2, 20m2 trở lên, thì các bác kê cho em bộ quốc triện này không có gì phải bàn, thật sự là như thế. Và nếu các bác đầu tư lốt cho em một cái tủ rượu cũng chất liệu gỗ hương Việt như kia nữa thì hết nước chấm luôn các bác ạ, cực kỳ VIP luôn. Đấy, còn nếu các bác có một cái căn phòng diện tích vừa phải từ 20m2 đổ lại thì cái mẫu này là một trong những mẫu vô cùng tuyệt vời các bác ạ. Em Sáng làm đồ thì bất kể một cái đồ to hay đồ nhỏ, nhất dáng nhìn ra, từ trong ra ngoài, đó là những yếu tố mà em Sáng luôn tâm đắc với nghề của mình. Thì đây, đằng sau đây các bác ạ, đây là hai cái mẫu tủ rượu cánh cong chất liệu gỗ cẩm lai, hàng còn để mọc các bác ạ. Và bên cạnh đây, đây là một trong những cái mẫu bàn phấn vô cùng đẹp, vô cùng kinh điển, mẫu bàn phấn khung gương hình bầu dục các bác ạ. Em Sáng đã làm rất nhiều các sản phẩm này rồi, bán rất nhiều hàng mọc cũng như hàng hoàn thiện. Đấy, nhưng để cái quý vị anh chị em mà chơi được những dòng bàn phấn cẩm lai trong phòng ấy là đều là những vị khách cực kỳ sang trọng và thật sự là họ phải có tài chính các bác ạ. Em Sáng nói luôn quan điểm. Và bên trong đây thì các bác thấy này, đây là một bộ bàn trà chất liệu gỗ xương Nam Mỹ. Đấy, em Sáng giới thiệu sơ qua thôi, bộ này em Sáng cũng hoàn thiện rồi, hiện tại đang kê tại cửa hàng nhà mình. Đấy, nếu các bác có nhu cầu các bác cứ phone trực tiếp cho em Sáng để biết rõ thông tin chi tiết của từng sản phẩm một, để em Sáng báo giá cho các bác cũng như là cho các bác một cái giá làm sao để các bác mua được đồ, món đồ ưng ý mà giá cả phải chăng.
Và đây thế, đây là một trong những mẫu tủ rượu mà em Sáng làm lên kê tại chính cái phòng khách của mình. Đấy quý vị anh chị em ạ, đây gỗ cẩm lai này, đấy. Hoàn thiện ở ngoài mọc như nào, hoàn thiện lên nó như thế các bác ạ. Hàng đánh xi trần tự nhiên, đấy các bác thấy không? Hàng đánh xi trần tự nhiên này các bác này. Đấy, từ những cái đường tôm đường chỉ của gỗ cẩm lai nó sẽ hiện lên hết như này. Đấy em Sáng làm mẫu như này. Nếu các bác có nhu cầu các bác cứ alo em Sáng cho bách luôn con tủ này các bác ạ. Bởi vì với cái người làm nghề em Sáng còn rất nhiều cái món đồ, cực kỳ là nhiều món đồ, nhiều phân khúc cao cấp để dành tặng cho các bác. À, với những sản phẩm như này thì em Sáng mong muốn thật sự là một người con làng nghề để nối tiếp cái truyền thống cũng như để tạo nên cái sản phẩm đẹp thì không nhiều đơn vị có đâu, thật sự là như thế. Bởi vì thật ra làm gì làm thế, thường thường những đơn vị làm hàng chợ thì bao giờ người ta sẽ đi nhanh. Còn đấy, còn những đơn vị nào người ta thực sự người ta sống sót, người ta muốn sống với nghề mọc ấy thì người ta phải đi xa hơn và cái tầm làm nghề người ta sẽ khác nhau hoàn toàn, một trời một vực các bác ạ. Đấy, thì các bác để ý cho em này, bất kỳ một cái dòng sản phẩm nào thế, từ trong ra ngoài, từ khi hàng mọc cho đến khi hàng hoàn thiện, các bác phải để ý cực kỳ kỹ luôn. Đấy, còn nếu các bác có duyên nếu các bác có duyên thì các bác cứ alo cho em Sáng. Đấy, các bác mua đồ của em Sáng được, không mua đồ được. Đấy, các bác thích sản phẩm nào em Sáng sẽ tư vấn cho các bác để chúng ta có những cái sản phẩm tuyệt vời nhất dành tặng cho những ngôi nhà thân yêu của mình các bác ạ. Đây hàng mọc đây các bác này, đấy, bộ minh đế gỗ cẩm lai hàng mọc còn nguyên mọc đây em Sáng để mọc như này này các bác này. Đấy, để mọc như này, bộ này gỗ hương nào đấy, toàn bộ hàng để mọc hết. Khi nào anh chị em mình yêu thương em Sáng bắt đầu mới cho hoàn thiện, bắt đầu mới cho đi vào phân khúc hoàn thiện các bác nhé. Đấy, để nói về đồ gỗ cao cấp các bác phải xem từ mọc, nguyên tắc của nó là như thế. Còn nếu những đơn vị uy tín thì các bác không phải xem, thật sự là như thế luôn. Đấy, khẳng định luôn, không phải xem. Nhưng một khi đã làm là nó phải đẹp các bác ạ. Và đây chỉ là một trong những vài những món đồ mà em Sáng đang set up cho một cái căn phòng cũng như một cái cửa hàng của mình. Còn rất nhiều các món đồ khác trong lai mai thôi, sẽ có rất nhiều các món đồ ở trong cái showroom này. Và em Sáng cũng chân thành cảm ơn các bác đã luôn quan tâm, ủng hộ, theo dõi, đồng hành cùng cơ sở đồ gỗ Sáng Trang. Mong muốn đồ gỗ Sáng Trang sẽ trở thành một trong những cái thương hiệu đồ gỗ vô cùng đẳng cấp cũng như sang trọng, là lời tin cậy xứng đáng đồng tiền bát gạo của quý vị anh chị em trao chọn niềm tin. Và một lần nữa chào thân ái.